Ở đây mình quay toàn cảnh Sa Pa của khu đô thị Sibucha Nam Thăng Long, Hà Nội. Đây là toàn cảnh cái thiết kế Sa Pa, thiết kế của cái khu đô thị Sibucha giai đoạn 3. Giai đoạn 1, 2 thì đã hoàn thiện và đi vào hoạt động cách đây vài năm rồi. Còn bây giờ đang triển khai giai đoạn 3. Giai đoạn 3 thì rất là nhiều các dự án mới, chủ yếu tập trung của chủ đầu tư Sunshine Group và chủ đầu tư Vime Fullland. Rất nhiều các tòa chung cư cao tầng. Đây mình giới thiệu, đây là cái dự án Sibucha Mall. Thì hiện tại là dự án Lotte Mall Hà Nội ở mặt đường Võ Chí Công. Hiện tại đang triển khai, đã làm xong hạ tầng và làm nên các tầng tiếp theo của dự án. Ở đây là các khu biệt thự giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Sipucha. Do sự kết hợp của hai chủ đầu tư của Indonesia và của Việt Nam là công ty Udic Westlake, công ty Udic, cổ phần hạ tầng phát triển nhà Hà Nội. Ở đây là phía cổng cổng chính của Sipucha. Cổng này là đi từ đường Phạm Văn Đồng vào. Đây là năm tòa tháp của dự án KS Finance Hà Nội. Tức là cái tháp tài chính, tháp khách sạn và các tòa căn hộ khách sạn dịch vụ condotel, gọi là các căn hộ dịch vụ lưu trú nội đô. Ở đây là các tòa này là các tòa Dư Linh 1, 2, 3, 4, 5. Hiện tại đã đi vào bàn giao và sử dụng cho các cư dân. Ở đây là các tòa Sunshine City Hà Nội. Đây là dự án Sunshine Wonder River. Đây là có các trường học và các biệt thự sinh thái nội đô. Các quan tâm đến các căn hộ của Sunshine Group và Sipucha, vui lòng liên hệ số điện thoại 091 337 4482, 091 337 4482 để có thông tin chi tiết về các dự án, bao gồm giá bán, chính sách bán hàng, tiến độ xây dựng, cập nhật. Đây là các dự án Sunshine Crystal River, biệt thự trên không. Đây Sunshine Wonder River, ở trên có sân golf. Đây Sunshine Riverside, và đây là cái tòa Lạc Hồng Westlake. Đây là cái tòa chung cư của Vime Fullland, cái tòa Up Tiếp theo. Khách vui lòng liên hệ số điện thoại 091337 để có thông tin chi tiết về các dự án của khu đô thị Sibucha Nam Thăng Long, thành phố Hà Nội. 091337 4482 trực tiếp phòng kinh doanh chủ đầu tư.